Thưa quý vị và các bạn, trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ với chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, những ngày qua với kiến thức, kỹ năng được học từ trên ghế nhà trường, các học sinh, các sinh viên tình nguyện các trường trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long đã triển khai tốt các đội hình chuyên tình nguyện. Sức trẻ cộng với tinh thần nhiệt huyết năng động, các sinh viên tình nguyện đã góp phần làm cho chiến dịch mùa hè xanh thêm nhiều ý nghĩa. Năm nay, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có gần 340 sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại 9 xã thị trấn của huyện Mang Thít. Ngoài hỗ trợ địa phương trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, Ban chỉ huy chiến dịch đã xây dựng nhiều đội hình chuyên như làm đường giao thông nông thôn, thực hiện công trình thắp sáng đường quê, đội văn nghệ xung kích, đội hình ôn tập hè, dạy tiếng Anh cho thiếu nhi, giúp các em có được ngày hè vui tươi, bổ ích. Mùa hè này có các anh chị sinh viên tình nguyện về chỗ em để dạy học hè, giúp cho các em có thêm kiến thức. Đặng khi vào trường thì chúng em sẽ tự tin hơn trong việc học. Em cảm thấy là rất là vui và rất quý mến các anh chị. Các anh chị sinh viên tình nguyện về đây dạy tụi con ôn tập hè. Con rất là vui. Các anh chị sinh viên dạy con bài hát về tiếng Anh, còn phát quà bánh cho tụi con rất là thích. Tham gia chiến dịch mùa hè xanh thì nhóm chúng em đảm nhận việc ôn tập hè cho các bé và tổ chức lớp học tiếng Anh. Mỗi tuần sẽ là 3 buổi ôn tập từ vựng, ôn tập các kiến thức để có thể sẵn sàng vào năm học mới. Và ngoài ra tụi em còn dạy cho các bé kỹ năng mềm và kết hợp song song với học tiếng Anh sẽ học các bài hát để trở nên là thú vị hơn và có thể trở nên là vui hơn. Còn đối với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, đoàn trường đã xây dựng đội hình tình nguyện với gần 20 sinh viên khoa điện, điện tử. Ngoài hỗ trợ nhân lực khảo sát thiết kế, thi công dựng trụ, kéo dây điện và lắp đặt hệ thống đèn thắp sáng tuyến đường nông thôn, sinh viên tình nguyện còn bảo trì, thay mới bóng đèn hư hỏng và gia cố các trụ đèn bị xuống cấp để người dân có tuyến đèn đường thắp sáng đi lại về đêm được an toàn. Tuyến đèn đường này khoảng 2 cây số, là tuyến đèn đường này làm đã lâu rồi, đã nay có xuống cấp và có hư tắc là cũng lâu nay, là được đoàn thanh niên xuống là sửa chữa, là thay mới cho dân ở đây là đồng tình, là thấy phấn khởi mừng. Năm nay chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh ở Vĩnh Long thu hút gần 1.100 chiến sĩ tình nguyện tham gia tại 25 xã phường thị trấn trong tỉnh. Trên tinh thần ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ và lấy chuyên môn làm tình nguyện, sinh viên tình nguyện các trường còn tham gia sửa chữa, nâng cấp các điểm vui chơi cho thiếu nhi, xây dựng nhà nhân ái, khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho gia đình chính sách, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân. Chiến dịch mùa hè xanh năm nay, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tham gia hưởng ứng rất là tích cực. Đến giờ này có thể nói rằng là các công trình phần việc các bạn đã làm thì thể hiện được cái năng lực sở trường cũng như gắn với cái chuyên môn mà các bạn đã học trên nhà trường về và phối hợp với địa phương thể hiện rất là tốt và được chính quyền địa phương và bà con nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ. Thông qua những công trình phần việc do chính sinh viên tình nguyện góp sức, không chỉ giúp địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, mà còn giúp các em từng bước trưởng thành, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội.